đến các bác là tôi tặng Lý một bài vần thơ nhỉ. Không, nhưng mà vần thơ hôm nay thì không, nó không lạc đề một tí. Nhưng mà tôi thấy như này này, chúng ta là người tứ phương về mảnh đất Lào Cai này để mà xây dựng cái quê hương thứ hai, chứ không có ai cùng người Lào Cai để ra cả một số thôi. Thì ta thấy cái Lào Cai của chúng ta là ngày nay nó phát triển là một đơn vị anh hùng và trong thời kỳ đổi mới này, và đang phấn đấu trở thành một cái đô thị loại một, đúng không? Thế thì có sự đóng góp của các bà đây nó mới được chứ. Thì cái sự trưởng thành ấy nó như thế nào? Thì với tâm huyết của mình, tôi đã sáng tác bài thơ là Lào Cai thành phố mới tặng quý vị và bà con. Chúng ta được biết đấy là Lào Cai ngày xưa chỉ có một cái dãy phố từ ở cái chỗ nuôi cá, chợ Cốc Lếu sang bên kia cổ kiều một tí thôi, khoảng độ hơn cây, đó là phố Lào Cai đấy. Nhưng ngày nay thì nó ghê gớm lắm rồi. Thì tôi sẽ qua cái bài thơ này, các bác, các anh chị sẽ thấy được Lào Cai nó như là một cái bức tranh trong bài thơ tôi nói. Và bài này tôi đã được giải A tại đêm thơ Nguyên Tiêu tại Điện Thượng của tỉnh Lào Cai trong cái dịp Tết. Thì tôi xin tặng quý vị. Đây sông Hồng cuộn sóng chở nặng nước phù sa, tấm lòng của quê ta gửi về nơi đất bè kia. Hoàng Liên cao vút sừng sững chắn phong ba, bảo vệ quê hương ta giữ bình yên quê nhà. Đây thị xã tỉnh Lị, bao đồi núi xanh bằng đường xá mở dọc ngang, phố nối nhau chằng chịt, nhà cao tít trời xanh. Bên tượng đài liệt sĩ, bao anh hùng dũng sĩ vì nước đã hy sinh, để Lào Cai thanh bình cùng cả nước hồi sinh. Đường tiếp đường xa mãn, đây đại lộ thanh thang nằm dọc theo thành phố, những biệt thự uy nga cùng phố then lộng lẫy, từng dãy rồi từng dãy rộng lớn dài bao la. Từng đoàn tàu vào ga khách xuống lên hối hả, tàu từ từ rời ga. Đây đường sắt quê ta ngày mai xuyên châu Á, đón du khách gần xa về chung vui một nhà. Bao nhịp cầu đã bắc vượt nằm thi sông Hồng, mời du khách qua sông ngắm sóng nước sông Hồng, nhìn nằm thi sẽ biết in bóng dáng Lào Cai gửi về nơi đất mẹ. Mai cầu tàu đến cảng, tàu bè xuôi tấp nập ngược nằm thi sông Hồng, mời du khách chơi sông ngắm bao cảnh lạ lùng. Lào Cai tôi đẹp lắm, khi vũ trong hang động lúc lơ đường trên không, Hạ Long ở miền đông kia, thác Bạc Hàm Rồng đang cưỡi mây cất cánh bay lượn dưới trời xanh, chân bước đi không đành. Hỡi các chị các anh, đừng ngại tôi xa quá, ít ngày nữa không xa, phi trường dài bao la, những cánh én chói lòa đang từ từ hạ cánh. Tôi sẽ gần không xa, bạn đã đến quê tôi, ngắm non nước đất trời đừng quên dưới chân bạn. Bao tài nguyên khoáng sản kho báu của Lào Cai, apatit kéo dài cùng cung quan quảng sắt, đây pyrit quảng đồng kia mica giang đông vàng minh đương tỏa sáng, và còn bao nhiêu nữa đang chờ đón tương lai. Lào Cai đầy hứa hẹn, khu công nghiệp mọc lên tàng lỏng, đến sinh quyền dừng xây bao nhà máy, khu tuyển quặng đầu tiên phốt pho sáng một miền xi măng nghiền hối hả, nay luyện đồng khói tỏa công nghiệp hóa tỉnh nhà vươn tới chân trời xa. Khi màn đêm buông xuống ánh điện sáng lung linh, sơn thủy thực hữu tình của Lào Cai đẹp quá. 20 năm sắp qua, dân tộc quê hương ta tay nắm tay xòe hoa mừng đàn mừng xuân mới. Ta cất cao tiếng ca, hỡi vệ tinh Vinasat hãy phát sóng đi xa, báo tin vui quê nhà Lào Cai thành phố mới. Lào Cai thành phố mới, đất anh hùng quê ta. Xin cảm ơn. Wow.
bắt tay ok ạ. Wow. Ui dồi ôi, con hôm nay được nghe bài thơ thực sự mà nói nè. Ông Bùi Quốc Hy, số nhà 347 đường Hoàng Quốc Việt, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai. Ở tuổi 87, bố mẹ đã nghe đến người con của bố mẹ và chính bản thân của bố mẹ đã từ ở dưới miền xuôi lên xây dựng thành phố Lào Cai tươi đẹp của chúng ta ngày hôm nay. Mà qua bài thơ là viết lại toàn cảnh của Lào Cai và có thành phố Lào Cai và có tỉnh Nị Lào Cai cũ là Cam Đường, thì ra Cam Đường của chúng ta. Bố mẹ thấy rất tuyệt vời không ạ? Bố mẹ dành tặng cho ông một tràng lớn ạ. Ở đây thật tuyệt vời quá, xúc động quá. Con lắng nghe đến từng câu, từng chữ, từng lời một. Và đến những cái điều mà bố mẹ được nghe ông muốn chia sẻ. À, ông có nói là gì ạ? Không phải là con Cường cho tôi tiền hay mời tôi nói, có đúng không ạ? Không phải là những cái điều mà A, B, C, D gì đó. Nhưng mà hôm nay ông đến, tức là những cái cảm nhận của ông như nào thì ông nói cho bố mẹ để nghe. Và những cái điều đó thì con rất là cảm ơn. Cảm ơn ông, cảm ơn các bố mẹ đã ủng hộ và đồng hành với chúng con suốt gần một thập niên qua. Mà đến như năm nay là một thập niên rồi đấy ạ. Một thập niên rồi, tức là 10 năm phục vụ cho bố mẹ ở trên này. Và chúng con cũng xin hứa với ông, với các bố mẹ đang ngồi ở trong phòng máy VN Cam Đường ngày hôm nay, chúng con sẽ cố gắng luyện hết tâm sức, trí lực, sức lực của mình để cống hiến, để phụng dưỡng, để chăm sóc cho bố mẹ. Để cho không chỉ những bố mẹ có mặt ở đây mà những bố mẹ chưa đến được với công ty, đến được phòng máy, và những thế hệ sau của bố mẹ, đó là con của bố mẹ, là cháu của bố mẹ, con hướng tới phục vụ những cái sản phẩm uy tín, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn và mang lại những giá trị thiết thực và hữu ích nhất cho gia đình của bố mẹ. Con trân trọng được cảm ơn ông và cảm ơn bố mẹ rất là nhiều ạ. Nào bà con ơi, bà con ơi, hãy cùng tôi hô một câu nhé. Khi tôi hô công ty VN thì ông bà thành công. Công ty VN phát đạt. Công ty VN thì muốn ý của con thích cái gì? Khó quá rồi. Như thế là phát đạt rồi, thành công rồi, còn cái gì mà con chưa nghĩ ra? Mong muốn thì nhiều quá, thôi ông cứ cho con cái gì con xin đọc cái đó. Câu thứ ba là VN phục vụ bà con mạnh khỏe nhá. Thế ta bảo các con có bài nhớ chưa nào? Thành công này gì nhỉ? Phát đạt ạ. Phát đạt và mạnh khỏe nhá. Thành công, phát đạt, mạnh khỏe. Công ty VN thành công. Công ty VN phát đạt. Công ty VN chăm sóc sức khỏe cho bà con mạnh khỏe. Xin cảm ơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ thắng các con vi khuẩn. Chúng ta không để thua vi khuẩn. Và chúng ta là những người mạnh khỏe, trẻ lâu, phồn vinh và hạnh phúc. Xin cảm ơn.